Xin chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Vũ Văn Khiển, mã số sinh viên 1614-2131. Sau đây em xin làm bài tập số 5, viết chương trình điều khiển 8 nét 7 đoạn theo phương pháp quét. Theo yêu cầu, chữ hello chạy từ phải sang trái, sau đó chớp tắt 3 lần, sau đó đếm giây và lặp lại. Thì ở đây như video của thầy yêu cầu thì con led nó sẽ chạy 11 giây. Đầu tiên em sẽ đến phần mô phỏng chân gỗ Teos. Thì ở đây em dùng 8 con led 7 đoạn nối chung, 8 con led 7 đoạn nối chung thuộc dạng cathode. Đây là các điện trở hạn dòng của nó. 8 con điện trở hạn dòng. Đây là 80 cộng nót. Thì thầy đã chỉ là theo như trên mô phỏng thì mình phải làm như thế này. Em dùng bọt C để điều khiển các tín hiệu của con led 7 đoạn để giải mã led 7 đoạn. Còn chân R, chân D ấy, cái bọt D ấy, thì để điều khiển cái số sạc, cái thứ tự con led sáng ở trên màn hình. Đây là nút reset. Đây sẽ đến phần cót. Thì như bình thường thì đều mọi bài cót thì đều có phần khai báo thư viện cho PIC 16F87. Như em sử dụng thạch anh 20m sẽ là full HS. Đấy. Còn đầu khai báo cái chuỗi này của mã 7 đoạn, con led 7 đoạn. Gồm có 9 giá trị, 0 1 2 3 4, không có 10 giá trị chứ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây là cái giải mã của chữ hello. Thì 0x89, 0x86, 0xc7 thì nó là ví dụ như chữ O đi. Chữ O thì nó giống như số 0 ấy. Đây, giống như số 0. Đây, 0xc0. 0xc0. Thì đó, nó cũng giống như cái phần giải mã của ấy ở trên. Nhưng mà nó khác cái những cái thứ tự của cái thanh led sáng ở trên cái con led 7 đoạn. Nên sau đó nên nó sẽ có cái mã này là như thế này. Rồi khai báo cái phần truy xuất. Cái phần truy xuất này là cái biến truy xuất, cái hàm truy xuất này ở đây ấy, là để ấy cho 8 cái giá trị của con led, 8 cái giá trị của 8 con led từ 0 đến 7. Đầu tiên sẽ là chữ hello xuất hiện. Thì em sử dụng 3 vòng lọc for. Vòng lọc for thứ nhất là N là để hiển thị cái giá trị của cái chữ cái, hiển thị cái chữ cái trên cái con led, trên cái con led. Thì vòng for đầu tiên thì để hiện giá trị của con led này. Đấy, hiển thị những cái giá trị thay đổi này trên con led. Còn K là cái số lần quét. K là cái số lần quét của nó. Thì để chi tiết em để hiểu được thì em sẽ ghi chi tiết ra hơn. Thì ở truy xuất truy xuất trong cái bảng mã truy xuất này thì đây là 0x7F 0111 1111. Đây là 0x7F. Có nghĩa là đầu tiên là con số 0 nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Tiếp theo con số 0 nó sẽ dịch qua đây. Nó sẽ dịch đến cuối này. Đấy. Thì đầu tiên trong cái lòng vòng lọc for này thì do con chữ hello nó có 5 chữ nên đến chỗ vòng for này hiển thị là y nhỏ 5. Còn nên để cho nó chỉ hiển thị ra 5 hello thôi. Nó hiển thị 5 hello. Còn tí nữa dịch ấy, em sẽ dùng hello mà chạy em sẽ dùng cái voice khác. Nên lúc mà hello xuất hiện ra là nó sẽ chỉ như thế này thôi. Đấy, nó chỉ như thế này. Hello nó chỉ sáng đến đây. Còn từ đây trở đi, còn từ chỗ này trở về đây là em sẽ sử dụng voice hello chạy. Thì khi mà n bằng 0, y bằng 0 thì đúng điều kiện thì truy xuất nó sẽ là số 7. Truy xuất 7 là gì? Là 1111 1110. Đây, truy xuất 7.
đầu tiên sẽ là giá trị phía bên phải, là cái giá trị con h đầu tiên nó sẽ sáng ở phía bên phải. Đây, chữ h. Tại sao là chữ h? Tại vì n bằng 0. N bằng 0. Đấy, n bằng 0. Hello hiển thị giá trị của n. Đấy, tại vì trên này hello ấy, giá trị này là 0 này, 1 này, 2, 3, 4. Hello nó có 5 chữ, chữ nó có 5 giá trị 0, 1, 2, 3, 4. Thì nó sẽ hiển thị cái con h đầu tiên. Đấy, đầu tiên nó sẽ hiển thị cái con h này. Đấy. Tiếp theo n, tiếp theo là n bằng đấy, tiếp theo. Tiếp theo n bằng 1, y bằng 0. Xì sai điều kiện không, không, không thì không được. Nên n bằng 0, y bằng 1 thì đúng điều kiện thì truy xuất nó sẽ là 6. Chữ h xuất hiện ở led số 6. Chữ h xuất hiện ở vị trí truy xuất thứ 6 là led thứ 6 đấy. Đây thứ 6 led thứ 6. Thì con e lúc này nó sẽ lại nhưng lúc là con h nó sẽ dịch qua đây. Rồi nhưng mà lúc này con e nó sẽ xuất hiện ở giá trị truy xuất thứ 7. Đây, con led số 7 e, và tiếp tục cứ lần lượt như vậy thì l sẽ xuất hiện và he sẽ bị dịch qua. Đấy, và chữ h nó sẽ chạy vào trong này. Đấy, đến khi hiển thị đầy đủ chữ hello là nó sẽ kết thúc xong cái chương trình. Chữ hello xuất hiện. Đấy, chữ hello xuất hiện. Tiếp tục đến phần đến chương trình của hello chạy thì như thầy đã thấy thì sau khi chữ hello xuất hiện là nó sẽ tắt 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 hello, thì cái chữ h thì lúc này em đặt ở đây này, nó có ba cái phần tắt, nên sẽ cho for y bằng 0 và y nhỏ hơn 3, tại vì nó sẽ dịch qua đây 3 lần là nó sẽ mất. Còn cái n nhỏ hơn 5 này là để dịch cái giá trị, hiển thị cái giá trị của chữ cái lên con led. Đây là số lần quét. Đấy, output C hello hiển thị giá trị n là hiển thị giá trị của chữ, truy xuất là hiển thị giá trị của con led sáng. Ví dụ có 0, 1, 2, 3, 4, 5 thì con nào sáng thì nó sẽ hiện lên đây. Thì để nói rõ hơn về tại sao em lại viết code như thế này, thì ví dụ như y bằng 0, n bằng 0, y bằng 0, y bằng 0, y bằng 0, rồi n bằng 0 trước đi, n bằng 0 thì y bằng 0 thì truy xuất sẽ bằng 2. Truy xuất bằng 2 là gì? Chữ xuất bằng 2 sẽ là 1101, đây, 2, 1101, đấy. Thì cái chữ h nó sẽ xuất hiện, tại vì ở đây là n bằng 0, n bằng 0. Tại vì con led nó có bộ, con chữ hello nó có 5 giá trị là từ 0 đến 4, nên chữ h nó sẽ là 0, 1, truy xuất 3, n bằng 1, thì nó sẽ là chữ e, truy xuất 4 nó sẽ là chữ l. Em chấm chấm ở đây có nghĩa là để hiển thị cho h e l l o là 5, nhưng mà em ghi này tại vì nó dài dòng quá, nó tương tự như vậy. Tiếp theo sau khi mà dịch qua một đơn vị như vậy thì tiếp tục nó sẽ dịch tiếp vòng thứ hai, thì lúc này y bằng 1, n bằng 0 thì cái truy xuất 1, cái giá trị truy xuất 1 là cái con led thứ hai ấy, là con led này, là lúc này là sự chữ h nó sẽ xuất hiện. Đấy, là chữ h nó sẽ từ đây là cái phần đầu tiên này, cái phần này thì nguyên chữ hello nó sẽ dịch vào, nó sẽ là như thế này, tắt h e l l o. Đấy, nó sẽ là như vậy. Cái phần này, nó lại sẽ là cái phần này. Còn khi mà đến phần thứ hai này, thì chữ H lại dịch tiếp qua bên chữ H sẽ xuất hiện ở truy xuất 1. Có nghĩa là
em ghi như thế này đi, thì sau khi ấy nó sẽ là như thế này, tắt hello, tắt tắt đấy, tám giá trị, 1 2, chứ hello là có 5 giá trị này, là 7, với tắt nữa là 8. Rồi cứ tiếp tục như vậy thì chữ hello nó sẽ dịch qua bên nó sẽ dịch qua bên trái là như thế này. Đó. Nhưng mà khi chữ hello biến mất thì em sẽ dùng hạt, dùng cái void khác. Ở đây khi do cái phần mà nó dịch ấy, nó chỉ delay 2. Đấy nghĩa là nó xuất hiện từng con chữ một. Nhưng mà do delay chỉ có 20 giây thôi nên cái điểm ảnh mình sẽ không thể phân biệt được cái nào trước cái nào sau, nên sẽ xuất mình mắt mình nhìn nó sẽ là cùng một lúc. Còn đến tiếp tục đến phần code hello biến mất thì cái y giá trị ở đây là để rời cái chữ hello này biến mất đi này, đấy có 5 giá trị. Giá trị n vẫn là để giá trị hello lúc này ấy. Cái chữ hello hiển thị lúc này là 4 chữ n, là cái hàm 4 chữ n, truy xuất là 3 n chữ y. Để em giải thích kỹ hơn về tại sao lại là như vậy, thì ví dụ y bằng 0, n bằng 0, y bằng 0 ở đây không có điều kiện gì hết, y bằng 0, n bằng 0 thì truy xuất là 3, truy xuất là 3 sẽ là nên em sẽ đặt là 3 chữ n chữ 0, là nó sẽ hiển thị đầu tiên là chữ o. Tại sao lại là như vậy thì cái chi xuất 3 là nó là ở đây này. Đấy. 0 1 2 3 thì lúc này bắt đầu hello biến mất ấy thì chữ o nó sẽ dịch qua bên này. Đấy, chữ o nó sẽ bị dịch. Chữ o nó sẽ bị dịch qua như vậy. Rồi thế này cũng tương tự. Thì nó sẽ thành là L O. Rồi xuống hàng tương tự là phải o phải o phải rồi biến mất. Đấy, cái chữ hello nó sẽ bị biến mất đi, thì y bằng 0, trong phần form nhất y bằng 0, n sẽ chạy từ 0 đến 3, tại vì đến 4 là nó sẽ bị sai điều kiện. Ở đây nó có điều kiện, đó cái điều kiện em quên, có điều kiện là for, điều kiện cho n nhỏ hơn 4 trừ y. Thì khi mà n bằng 4 là có nghĩa là bằng 4, là 4 hello 4 trừ 4 bằng 0 sẽ hiển thị là chữ h, nhưng không được, tại vì ở đây nó sai điều kiện rồi. N lúc này mà bằng 4 mà 0 trừ 0 mà 4 mà nhỏ 4 mà lớn hơn 4 là sai nên sẽ không được. Rồi khi mà y bằng 1, n bằng 0 ấy thì cái chữ hello nó hiển thị giá trị 4, chữ xuất sẽ hiển thị giá trị 2, là sao, là n bằng 0 thì chữ hello là 4 chữ n là 4 là bằng 0, là 4 chữ n vẫn là bằng 4, là hello hiển thị chữ o. Cái led truy xuất thứ hai là con led thứ hai hiển thị chữ o, là đây con led thứ hai hiển thị chữ o. Chỗ này em bị lộn rồi, xin lỗi thầy. Chỗ này sẽ là giá trị truy xuất thứ hai là o. Em bị lộn. Thì cái phần đây đi. Cái truy xuất thứ hai hiển thị giá trị o là 0 1 2. Là chỗ này. Đấy. Là con o nó từ là o là lúc này nó ở đây
nhưng mà ở cái sau cái for cái hàm for thứ hai ấy, thì o nó sẽ bị dịch vào trong này, l nó sẽ cái dịch 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 như vậy đấy, nó sẽ còn dịch còn o là l sau cái dịch, sau khi cái đống này là nó thực hiện xong, nó sẽ còn là LOO trên màn hình. Sau khi thực hiện xong cái đống này nó sẽ còn LO ấy, sau khi thực hiện cái đống này thì nó còn là chữ O trên màn hình ấy, còn kết quả cuối cùng là không còn gì hết. Tiếp theo đến phần hello hello nhấp nháy. Ở phần hello nhấp nháy thì hello sẽ nhấp nháy 3 lần, nên em cho for y bằng 0, y nhỏ hơn 3 rồi y cộng cộng, thì nó cứ chạy đến 2, nó chạy chưa được, nó chạy đến 2 là nó dừng, tại vì nhỏ hơn 3 mà. Cứ chạy đến 2, 0, 1, 2, nháy 3 lần. Đây là số lần quét for này để quét. Còn cái for thứ ba này n bằng nhỏ hơn 5 là để hiển thị giá trị của hiển thị cái giá trị chữ cái trên con led, để truy xuất thì 2 trừ y cộng n. Thì cũng tương tự như vậy, thì cái 2 trừ 1 cộng n này thì rồi hello chạy. Thì ví dụ như y bằng 0 đi, y bằng 0, n bằng 0. Khi mà y bằng 0, n bằng 0 thì truy xuất là 2. Truy xuất là 2. N bằng 0 thì chữ H hiển thị. Đấy, nó sẽ hiển thị chữ H ở cái truy xuất thứ hai. Truy xuất thứ hai là con led thứ ba. Truy xuất thứ hai là con led thứ ba, có nghĩa là rồi. Này, H này. H là nó sẽ ở đây này, là lúc mà nó nháy ấy, lúc mà nó nháy thì nó sẽ hiển thị là H. Còn cái con led nó sẽ là tắt. Tắt. Hello. Tắt tắt. Đấy. Chữ H sẽ hiển thị, chữ H hiển thị là đây. Nhưng mà do ở đây là em dùng delay 20 giây nên mắt mình nó vẫn không phân biệt được, thì mình lợi dụng như vậy để mình viết code. Chứ nếu mà nói về thứ tự ấy thì chữ H xuất hiện đầu tiên, sau đó thì nó sẽ đến chữ H, sẽ sau đó sẽ mới đến là chữ 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 E, chữ E rồi chữ L, chữ chữ L rồi chữ O. Nhưng mà mắt mình nó không phân biệt được nên mình nhìn chữ hello này nó xuất hiện cùng một lúc luôn đấy. Khi mà nó xuất hiện cùng một lúc ấy thì nó sẽ nháy một lần. Đây, hello nhấp nháy. Truy xuất 2 cộng n đấy, là con led truy xuất nó sẽ là giá trị thứ hai là con h. H là bắt đầu từ 2, rồi L là 3, E là 3, L là 4, 5, thứ 6 là O, thứ 7 là không có gì hết. Thì lúc này nó nháy 500 giây, nó sẽ hiển, sau khi hiển thị đủ những cái giá trị như vậy, đủ những cái giá trị từ truy xuất 2 đến truy xuất 6, nó sẽ ngừng lại. Nó sẽ ngừng lại nửa giây là thời gian có led sáng đấy. Rồi đến cái phần void đếm giây thì theo như clip thầy yêu cầu thì đếm từ 0 đến 11, 00 đến 11 thì em cho vòng for từ y bằng 0, y nhỏ hơn 12, y cộng cộng, rồi for k bằng 0, k nhỏ hơn 100 này là vòng for để quét. Rồi output C mã 7 đoạn
Avoxy lại để hiển thị cái giá trị của con led, còn truy xuất là truy xuất 6 là cái giá trị của con hàng chục này, truy xuất 7 là giá trị của con hàng đơn vị. Đấy, chia 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 phần trăm rồi chia 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 này là chia lấy phần nguyên, chia hàng hàng chục là chia lấy phần nguyên, chia hàng đơn vị là chia lấy phần dư. Đấy, rồi chương trình chính void main set trick cho bọt C, bọt D, output C, output D, while true, nếu mà đúng thì sẽ thực hiện những cái chương trình này. Đấy, thì em sẽ đến phần mô phỏng. Mô phỏng lại bằng trên cái phần code này. Đấy, chữ hello xuất hiện. Chữ hello xuất hiện. Đấy. Đây, em mất rồi, để em chạy lại. Đấy, nó sẽ rời. Rời. Đấy, sau khi chữ hello mà xuất hiện. Nó sẽ chạy. Chữ hello như hồi nãy em nói, chữ hello mà nó nằm năm sát bên này ấy, thì lúc đó là đã xong cái vòng, xong cái phần chương trình của chữ hello xuất hiện. Rồi nếu mà chữ hello mà chữ h mà chạm vào đây này, chữ h mà chạm vào đây là đã xong phần chữ hello. Chữ hello chạy. Rồi khi mà chữ h mà bắt đầu chạy vào trong thì gọi là phần code của hello biến mất. Đây là code nháy, hello nháy 3 lần. Đấy, hello nháy 3 lần. Rồi bắt đầu đếm 00 01 02 03 04. Rồi, nó sẽ chạy lại. Rồi, vậy là em đã hoàn thành bài tập số 5. Tuy hơi muộn, xin lỗi thầy. Bây giờ em mới hiểu được bài. Cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe.